Anh ba cha cú này có lẽ là fan cuồng nhiệt nhất của Denvo. Về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Anh chơi trội, không chỉ là về quê mà chui hẳn vào rừng sâu hoang dã. Bắt đầu cuộc sống sinh tồn trần nhưng không chuồng với thiên nhiên. Dựng một chiếc lều handmade và khu vườn với bí và ngô nhìn có vẻ tươi tốt đấy. Học theo cuộc sống tự sinh tự diệt theo bước An Dương Vương khi xưa. Anh ba của chúng ta đói ra suối tay không bắt cá. Tự làm đầu bếp cho chính mình và để tăng chất lượng cuộc sống. Với phong cách Hồ Chủ tịch, bàn tay ta làm nên tất cả, anh ba nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng chòi lá đơn sơ của mình. Sau một ngày vui vẻ trang trí, anh nằm thẳng cẳng hồi mana. Màn đêm dần trôi qua đón chào một ngày mới bắt đầu. Mở mắt ra anh ba đã đi kiếm củi. Bạn nghĩ anh ấy định dùng chúng làm vlog nấu ăn ư? No no, mùa đông sắp đến rồi, nếu không có củi dự trữ thì đến khi cần hơi ấm chắc là đốt nhà anh ấy luôn. Sau đó nằm co ro chít rét là vừa. Clip sinh tồn cũng kết thúc luôn ở đây mất. Lúc này tuy nhà mới có cửa nhưng cánh cửa thì lại không. Để sáng hôm sau không trở thành thịt đông lạnh, anh ba chỉ có thể dùng vài viên gạch xếp chồng lên nhau bị kín cửa, ngăn cho gió lạnh xông vào nhà. Nghe thì có vẻ rất sang chảnh, một túp lều tranh có mỗi trái tim vàng. Thế nhưng anh chàng vẫn rất chill bên cái lò hư hỏng của mình. Chẳng mấy chốc nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên. Lúc này anh đã thấy ổn hơn trước. Anh lấy ra một cái nồi đất rồi hâm ấm nó trên lò sưởi. Đây là bữa trưa của anh ấy mấy năm nay. Bên trong chỉ là món đậu luộc heo thịt. Anh ấy ăn nó nhiều đến nỗi muốn mọc mầm đậu luôn. Thật là một người dễ ăn dễ nuôi mà. 2 giờ sau, ngoài trời bất chợt xuất hiện mưa đá. Điều này cũng có nghĩa là báo hiệu mùa đông đã chính thức đến rồi. Anh ba nằm trong ngôi nhà mới làm của mình đắp chăn co quắp nằm bên lò sưởi, lắng nghe tiếng mưa đá lộp bộp vào mái nhà, không thèm quan tâm đến những khó khăn mình có thể sắp gặp phải. Cảnh tượng rất hợp làm clip nhạc lofi. Một lúc sau thì tiếng mưa cũng ngớt dần. Anh ba đứng dậy đi ra ngoài để kiểm tra. Mưa đá vẫn rơi nhưng may mắn anh ba không mẻ đầu. Anh ấy đã nhặt một vài viên với sự thích thú và ăn chúng. Sau khi tạnh mưa, anh ba khoát một mảnh vải mỏng đi bóc vỏ cây và nhặt một vài cành cây nhỏ. Anh ấy sẽ sử dụng chúng để làm thành một cánh cửa. Mặc dù vẫn không có công cụ hỗ trợ nhưng anh cũng không vì thế mà ngại việc. Anh đã dùng con dao đá tự chế để cắt cành cây. Kiên trì có công mài sắt có ngày chai tay. Một lúc sau, anh ba nhanh chóng thu thập được một bó lớn, sẵn sàng sử dụng chúng để làm thành một khung cửa. Đột nhiên anh ấy dừng lại những gì anh ấy đang làm, bởi vì ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, báo hiệu mùa đông đã đến. Tuyết rơi ngày càng nhiều, mặt đất bắt đầu đã phủ đầy màu trắng. Anh ba chạy vội về nhà, sau đó tiếp tục chặn cửa bằng gạch để đảm bảo không gian trong lều được ấm hơn. Tuyết rơi ngày một dày hơn khiến không khí trong lều ngày càng lạnh. Anh ba buộc phải nhóm lửa để sưởi ấm. Nếu không có lò sưởi thì thật khó để anh ấy có thể vượt qua thời tiết khắc nghiệt này. Ngồi co ro bên lò sưởi, anh ba cố gắng sưởi ấm giữ ấm cơ thể. Tuy nhiên nóc của túp lều handmade của anh có lỗ hở nên thỉnh thoảng sẽ có những bông tuyết rơi vào. Nhiệt độ trong lều cũng khó được giữ hơn. Tuyết dường như không dừng lại sớm. Anh ba chỉ có thể chặn toàn bộ cửa sau đó cuộn tròn bên lò sưởi để giữ ấm. Lại là món súp đậu duy nhất anh đã được ăn trong một năm. Chỉ có nó là mang đến cho anh chút hơi ấm. Đến giữa khuya, anh ba bỏ một viên gạch xuống rồi cầm một ngọn đuốc để xem những gì đang xảy ra bên ngoài. Phát hiện bên ngoài tuyết rất dày và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đêm nay quả là một đêm khó khăn với anh ba. Ngày hôm sau, may mắn thay thời tiết đã tốt hơn. Tuyết bên ngoài cũng không còn rơi nữa. Có điều củi dự trữ trong nhà đã dùng gần hết. Anh ba vội vội vàng vàng ra ngoài tìm. Nhưng vì gỗ đã bị ướt nên anh ba cần phải hong khô chúng trước khi sử dụng. Sau khi mang củi về lều, anh ba tiếp tục đốt lửa sưởi ấm để cơ thể được ấm hơn, cũng không quên bổ sung năng lượng bằng món đậu luộc. Sau đó anh ba đi ra ngoài lấy đầy một hũ đất tuyết. Bằng cách này anh ba không cần phải đi xa để lấy nước. Cứ thế anh mang về lều và cho một thìa đầy tuyết vào miệng mình ăn, cảm giác như đang được ăn kem thật là ngon. Cùng với củi và đồ ăn anh dự trữ trước đó, mùa đông khắc nghiệt cứ thế dần trôi qua. Khi này nhiệt độ ngoài trời đã dần tăng, anh ba đã cảm thấy nóng bỏ mẹ ra nên cởi tấm áo vải choàng trên người ra cất đi. Tuyết bên ngoài đang bắt đầu tan. Rất may mái nhà bằng vỏ cây vẫn còn dùng được. Tận dụng thời tiết ấm hơn, anh ba ra ngoài kiếm thêm củi, nhân tiện làm cho xong cái cửa nhà. Đây là bậc thầy sinh tồn nơi hoang dã thực sự. Trong tuyết âm dưới 10 độ, mặc bao rách và đi tông lào. Nếu có cơ hội thì bạn có dám đến nơi này sinh tồn không nào? Để lại bình luận bên dưới nếu bạn cũng là một người can đảm như anh ba nhé. Khi nhiệt độ đã dần tăng, cây xương rồng yêu thích của anh ba cũng bắt đầu mọc đầy nụ. Hôm nay anh lại bắt đầu lấy đất sét, một phần được sử dụng để làm gạch, một phần còn lại được sử dụng để làm chậu đất trồng cây. Chợt nhớ việc đầu tiên bây giờ phải làm là làm cửa chòi. Anh nhanh chóng lên đường đi tìm nguyên liệu. Anh ba tình cờ phát hiện ra cây đại hoàng sa mạc, ngắt một nhánh cây cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Anh thấy thân cây này chứa nhiều nước, đó là mật hoa hiếm hoi trong vùng này. Sau khi ăn thân cây để đỡ khát nước, anh ba bắt đầu hái cành liễu rồi đen về chẻ ra làm đôi, tiếp đến hơ vào lửa cho nó được dẻo hơn, có thể dễ dàng uốn cong mà không bị gãy. Sau khi làm được một bó thì anh ba bắt tay vào làm cửa. Phương pháp đơn giản nhất là xếp vỏ thông vào nẹp đan bằng liễu gai, sau đó buộc nó lại bằng một sợi dây đan nhỏ. Anh ba sẽ làm cho cửa rộng hơn chỗ ra vào. Bằng cách này hiệu ứng chống gió và giữ ấm sẽ tốt hơn. Lại bỏ hết phần thừa, vì không cần kỹ thuật quá nhiều nên anh làm nó rất nhanh. Sau 30 phút cánh cửa đã hoàn thành. Cánh cửa hai lớp của anh thừa sức cản gió tốt hơn. Bây giờ anh ấy cuối cùng cũng có thể không cần chặn cửa bằng gạch nữa.
Vào ban đêm, anh ấy mở toang cánh cửa. Lúc này có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt về nhiệt độ ngoài trời. Anh ấy rất hài lòng với nhiệt độ ấm áp trong lều. Ngày hôm sau, anh ba bắt tay vào làm chậu trồng cây. Anh đục một lỗ ở phía dưới đít chậu để nước thấm qua. Sau một hồi nhào nặn và vút mịn thì cuối cùng nó cũng thành hình. Làm xong, anh xếp tất cả chúng vào lò rồi nung qua đêm. Sau khi có được thành phẩm hoàn chỉnh, anh lấy đất mềm cho vào trong đó. Sau đó lấy ra những hạt giống cây trồng được gửi bởi người hâm mộ, ngâm nó và cho vào chậu đất sét để gieo hạt, thường xuyên tưới nước hàng ngày tạo độ ẩm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vào mùa thu anh ba sẽ thu hoạch và được ăn chúng. Thời tiết ngày càng dễ chịu và rất thuận lợi, cây cọt, chim muông, hoa lá bắt đầu nở, đồng nghĩa video sinh tồn của anh ba không có gì để xem. Vì thế anh ba quyết định thực hiện một vài thử thách. Năm ngoái, kể từ khi anh thất bại trong việc câu cá, ngày này năm sau anh muốn thử sức lại xem có còn thất bại. Còn nhớ lần đó anh dùng dây có gắn móc câu, đưa mồi ăn đến tận miệng cá mà thần may mắn vẫn chưa đến với mình, kết quả vẫn không được như mong muốn. Sau thất bại trên, anh ba đã lấy chiếc bẫy cá handmade anh làm bằng cành cây ra, dự định dùng nó đặt vào suối và chờ cá dính bẫy. Anh ba đã bắt một con rắn nhỏ làm mồi nhử với hy vọng bắt được một ít cá. Bạn có thể thấy rằng có khá nhiều cá trong con suối này. Vì vậy lần này anh rất tự tin nhẹ nhàng đặt lồng cá xuống suối. Trong lúc chờ cá dính bẫy, anh đã đi tắm bằng xà phòng thảo mộc tự chế. Vì anh là một người ưa sạch sẽ, quần áo có thể 4 năm không thay nhưng một ngày phải tắm ít nhất 4 lần. Vài giờ sau anh quay lại kiểm tra chiếc lồng. Bạn có thể thấy rất nhiều cá lang thang xung quanh, cộng với sự tự tin của anh ba thì khi nhấc lồng cá lên và kết quả là không có con cá nào bên trong cả. Thật sự bất ngờ với sự thông minh của lũ cá này. Anh ba tức giận anh trực tiếp tháo lồng cá vứt bà nó đi. Sau đó rút dây đan lát để làm cần câu, bắt nòng nọc làm mồi và quăng dây câu. Lần này tác dụng thật ngoài sức tưởng tượng của anh. Một con cá ngu ngốc đã cắn câu, dù nó chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng ít nhất đó là một khởi đầu tốt. Anh nhanh chóng nhóm lửa hưởng thụ thành quả, khéo léo làm món cá chiên bằng đá phiến, thưởng thức bữa ăn sau những ngày thiếu chất đạm. Đây là người dẫn đầu trong lĩnh vực sinh tồn nơi hoang dã. Người đàn ông này chỉ mất 4 năm đã tiến hóa từ thời đồ đá đến thời đồ đất. Đang nằm nghỉ ngơi trong lều, bất chợt anh ba sờ vào cái mồm đầy lông của mình, cảm thấy nó vừa xoăn vừa cứng, thật không có tác dụng gì mà còn ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Vì vậy hôm nay anh ấy sẽ tự cạo râu. Dao cạo anh ấy sử dụng là viên đá này, thứ này vừa cứng và sắc, chỉ là hơi khó để tạo ra một hình dạng ưng ý. Anh loay hoay một hồi cũng hoàn thành con dao của mình và cảm thấy tự hài lòng về nó. Nhưng trước khi chính thức cạo râu, anh ấy cũng cần làm sạch bộ râu của mình, vì bộ râu của anh quá cứng nên hiệu quả cũng không được cao. Cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường là làn da của anh quá mỏng manh nên quá trình cạo khá đau, nó đã sưng đỏ hết cả lên rồi. Nhưng sau một giờ cố gắng, anh ấy đã hoàn thành được một nửa. Anh sờ xem kết quả giữa bên đã cạo và bên còn lại, có thể thấy hiệu quả vẫn rất rõ ràng, chỉ là cái giá phải trả hơi cao khiến da bị chảy xước. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh ba bắt đầu đào đất để trồng trọt. Những hạt giống anh gieo trồng trước đây đang phát triển rất tốt. Bây giờ là lúc trồng các cây đã nảy mầm thành công xuống dưới đất. Để đảm bảo tỷ lệ sống của cây trồng được tốt nhất, anh ba đã chăm chỉ chăm bón. Không chỉ đào ra những viên đá ảnh hưởng đến sự tăng trưởng cho thực vật, phân bón cũng được thêm vào trong đất. Nhìn vào đám cây ngô và bí ngô đã được trồng, anh ba tưởng tượng ra tương lai sẽ cải thiện được thực đơn hàng ngày mà chảy cả nước dãi. Mắt thấy những quả dâu bên cạnh sắp chín, anh ba quyết định ăn mừng bằng một ly nước ép trái cây. Thu hoạch một cốc đầy trái cây, sau đó cho nước vào, dùng ngón tay vừa ngoáy mũi khuấy đều cho tan gia vị, sau đó là có thể uống trực tiếp rồi. Mùa hè nóng mà được uống ly nước chua chua mặn mặn chảy nước miếng như này sẽ giúp giải nhiệt rất nhanh chóng. Sau khi uống nước trái cây, anh ba bắt đầu bào đất sét. Nhiệt độ mùa hè lúc này rất nóng, túp lều thì quá nhỏ khiến anh ba cảm thấy rất ngột ngạt. Anh phải tiếp tục làm gạch để nâng cao túp lều lên. Các cây cỏ cũng ngày càng phát triển, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Anh ba bắt đầu tháo mái lều và giữ chúng để tiếp tục sử dụng lại. Anh cẩn thận trong từng thao tác. Sợi dây cố định cũng được anh ba giữ để dùng lại vì nó vẫn còn rất dai và tốt. Vì bây giờ là mùa hè nên ngay cả khi không có mái nhà thì anh cũng không cảm thấy lạnh vào ban đêm. Ngày hôm sau khi trời sáng, anh dậy sớm và bắt đầu công việc. Anh ba xác định tăng chiều cao của bức tường lên khoảng nửa mét, để khi ở trong đó không cần phải khom lưng mỏi cổ nữa. Vẫn là phương pháp làm ướt gạch bằng nước trước, sau đó đính kèm bùn để kết dính. Do mấy hôm nay ăn thiếu chất đạm nên sức khỏe của anh không đảm bảo cho việc làm liên tục mà không nghỉ. Vì vậy anh ấy luôn phải nghỉ ngơi sau khi làm việc được một thời gian. Kết quả là hôm nay anh chỉ xây được có 2 tầng. Tất nhiên một lý do khác cho hiệu quả công việc chậm chạp của anh ấy đó là việc xây tường cần có nước để làm ướt. Anh ấy đã mất khá nhiều thời gian xuống suối lấy nước. Lần này anh dự định mở 2 cửa sổ cho túp lều. Để tăng tính thẩm mỹ, anh đã làm thêm lọ hoa trang trí nội thất, đặt viên gạch dài lên tạo thành đà cho cửa sổ. Nhìn qua ô cửa mới, anh ba có thể nhìn ra vườn cây trồng sau mỗi sáng thức dậy. Sau đó anh nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục làm tiếp. Anh dùng một cốc nước hoa quả để giải khát và tiếp sức sau mỗi lần làm việc mệt mỏi. Sau vài ngày cắm đầu vào làm việc chăm chỉ, khung cửa sổ của túp lều cuối cùng đã hoàn thành. Phần mái tiếp tục được cố định bằng các thanh rằng trước đó. Cũng vì chiều cao của bức tường đã tăng lên nên các thanh chịu lực cũng bị ngắn đi, vì vậy cần phải dùng cảnh liễu làm xà gồ phù hợp. Cuối cùng đặt vỏ thông lên trên làm mái và một túp lều tranh handmade đã hoàn thành. Anh ba rất hài lòng với ngôi nhà mới này. Không chỉ có cửa sổ thông gió,
chiều cao nhà mới có thể hát và nhảy rap trong đó mà không có vấn đề gì. Bây giờ anh ba có thể yên tâm chờ các bạn nữ hâm mộ của anh ghé thăm mình được rồi. Video review sinh tồn hôm nay tạm dừng ở đây thôi. Nếu thích video này thì để lại một like và một lượt theo dõi cũng như bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Mãi yêu.